gia đình mình sẽ một gì ăn thịt đó ha. Dạ. Trong cái cửa thành phố rồi nơi mình sống có rất là nhiều gian rồi nè. Okay.
adesso. Allo. Ora cosa stai dentro? Nhiệt độ hôm nay là 34 độ cả nhà. Hiện tại thì là 34 độ. Nhà má mình đã tiết rồi. Gian hàng của Uganda hay thằng nào trong phi